Trời se lạnh, gió nhẹ. Và đây là thời điểm rất thích hợp để theo dõi một trận thi đấu bóng đá, một trận thi đấu thể thao. Đây là trận đấu mà có hơn 44.000 khán giả. Trên sân lúc này nhiệt độ là 33 độ C, độ ẩm là 66%. Ở thời điểm hiện tại thì cuộc đối đầu giữa U19 Việt Nam và U19 Bahrain cũng đã diễn ra. Và quý vị khán giả các cộng có thể xem trận đấu này trực tiếp trên kênh Fox Sports 2, kênh số 46 thuộc hệ thống truyền hình vệ tinh K+. Chúng ta có thể thấy ngoài đường pit, hai huấn luyện viên của hai đội bóng đang chỉ đạo rất sát sao các học trò của mình. Việc duy trì chiến thuật là một bí quyết để họ có thể hướng tới chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Xử lý rất tự tin. Quả đá phạt góc. Cao hiệp. Và cản phá quyết liệt. Chuyển bóng rất tốt. Và cản phá dứt khoát. Dybala. Ronaldo. Không gian chật hẹp đòi hỏi các cầu thủ phải có khả năng xử lý tốt. Tỷ số này đang là 1-0. Pastore. Smalling. Và các bóng đi rất kinh nghiệm. Đường chuyền trở lại cho đồng đội. Và xử lý rất tốt. Xử lý rất tự tin. Và các bóng đi rất kinh nghiệm. Ronaldo. Và xử lý rất tốt. Mục tiêu của hàng phòng ngự là phá bóng đi càng xa càng tốt. Cách tốt nhất để giải tỏa sức ép và cũng là cách tốt nhất để tỷ số đều 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 2-0. Hàng phòng ngự đã bị xé toang ở tình huống tấn công vừa rồi. Tình huống mà khó qua có thể làm tốt hơn.
dâng lên và tỷ số bây giờ là 2-0. Santon. Edin Dzeko. Santon. Bóng được trả ngược lại. Có đến hai cầu thủ đã áp sát trong tình huống vừa rồi. Pha bóng rất nguy hiểm. Để mất bóng rất nguy hiểm. Pha chuyền bóng hơi ẩu. Pastore. Pellegrini. Những trận đấu giữa hai đội bóng cân tài cân sức và là kỳ phương địch thủ của nhau luôn đòi hỏi các huấn luyện viên phải đưa ra rất nhiều những phương án khác nhau ở trong từng thời điểm hay từng hoàn cảnh. Việc những cầu thủ trung vệ dâng cao tấn công đã phần nào cho thấy điều đó. Kluivert. Tiếng còi đã cất lên. Đó lại thêm là một pha cản người chặt chẽ nữa. Ronaldo vẫn còn. Bóng đã ra ngoài chân. Một quả ném biên. Pastore. Cristante. Xoay trở rất khéo. Cristante. Pha phản công rất lợi hại. Không được. Thêm một pha đánh úp rất bất ngờ. Cản phá rất đúng lúc. Pha xử lý rất tinh tế. Phối hợp rất nhịp nhàng. Một pha siết lòng trong rất hay. Đã có những khoảng trống, đã có những miếng đánh phối hợp rất tốt. Cristiano Ronaldo. Xoay trở rất khéo. Pha cản phá quyết liệt. Pha xử lý rất tốt. Pha đoạt bóng rất hay. Santon. Fazio. Kolarov. Pha xử lý rất tinh tế. Pha chạm bóng rất nguy hiểm. Xin mời quý vị và các bạn tạm nghỉ phút trước khi đến với những diễn biến của bài. Đây có thể coi là một cặp đấu chênh lệch nhất. Xin mời quý vị và các bạn tạm nghỉ ít phút trước khi đến với những diễn biến của hiệp 2. Hiệp 1 của trận đấu diễn ra có chất lượng. Chúng ta cùng đến với những diễn biến chính của hiệp hai. Ở những trận đấu sớm thì chúng ta đã thấy sự xuất hiện với mật độ dày đặc của những chiến thuật bảo vệ. Nhưng trong trận đấu này thì cả hai đội bóng đều thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, một sơ đồ chiến thuật mà khoảng 3 năm qua đã thống trị ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Nói vậy. Vẫn còn. Dybala phản công. Ronaldo. Bóng đã ra ngoài sân.
Bentancur. Tình huống nguy hiểm. Kusa. Không vào. Pastore. Rất dẻo. Santon. Pastore. Cristante. Pellegrini. Pha bắt bài rất tốt. Xử lý rất tự tin. Chúng ta đang theo dõi trận đấu trên kênh truyền thông đa nền tảng của VFF. Buổi tường thuật do công ty Next Media phối hợp với Điều Nói Việt Nam thực hiện. Bentancur. Alessandro. Cristante. Das ist Kluivert. Pellegrini. Edin Dzeko. Pisanic. Cristiano Ronaldo. Pha bóng rất hay đã xé toang hàng phòng ngự. Không khí trên các sân đại đang rất nóng nhiệt. Bàn thắng được thực hiện ở phút thứ 65. Và bây giờ anh đã có được bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Rõ ràng là toàn bộ các cầu thủ phòng ngự dù đứng với số đông nhưng họ không kiểm soát được tình hình. Italian. Santon. Thì huống cản phá vất vả. Cristante. Đã có một pha phạm lỗi. Trọng tài đã rút thẻ đỏ. Cú đá phạt. Pha cứu thua tuyệt vời. Phán đoán và bắt bóng rất tốt. Cả đội phải cảm ơn thủ môn. Anh ấy đã cứu một bàn thua trông thấy. Italia. Chuyền bóng hơi ẩu. Cristante. Pha xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Không được. Matthew De Ligt. Pisanic. Bernardeschi. Cứ đeo đi. Pha cản phá an toàn. Bentancur. Có thể nói đây là một pha phản công mẫu mực. Dybala. Santon. Pha lấy bóng thành công. Ranti. Alessandro. Chắc chắn những phút cuối cùng của trận đấu sẽ rất sôi nổi. Italian. Đã có một pha phạm lỗi. Đã có những sự va chạm trong tình huống vừa rồi nhưng không ai bị thủ phạm. Pha chạm bóng rất nguy hiểm. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Cristante. Santon. Italian. Kolarov. Chỉ có một phút đã bù giờ.
với những cầu thủ chạy biên thuần túy và có khả năng bám biên tốt thì sẽ có được những khoảng trống rất lớn ở nách của trung vệ và hậu vệ biên. Không được, rất tiếc. Thêm một lần nữa thì khung thành bị đặt trong tình thế nguy hiểm. Và như vậy là trọng tài đã nổi tiếng ngoài bán cuộc. Một trận đấu rất hay, cuốn hút, cả hai bên đều chứng tỏ khả năng của mình vượt qua đối phương trận đấu ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trận đấu của Đài Truyền hình Việt Nam cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn, và xin quý vị các bạn hãy tiếp tục nán lại trước màn hình để theo dõi phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi phần bình luận trận đấu của chúng tôi, và hẹn gặp lại ở những trận đấu tiếp theo.